Chào các bạn, hôm nay mình đến chương 2. Chương 1 thì chủ yếu là lý thuyết, nên là các bạn đọc lý thuyết sau khi đọc lý thuyết chúng ta vào chương số 2. Chương số 2 chúng ta sẽ nghiên cứu về Program Logic Device, các thiết bị logic lập trình được. Mình viết tắt với từ của cái thiết bị này là PLD. Các bạn nhớ phân biệt cái từ là PLC, tức là Programmable Logic Control. Thì mình, chúng ta sẽ ôn lại cái phần thiết kế mạch logic. Thì cái phương pháp thiết kế mạch logic mình học trong môn kỹ thuật số, chúng ta có hai phương pháp. Thứ nhất là phương pháp sum of product, là phương pháp tổng của các tích. Thì trong phương pháp tổng của các tích, ví dụ chúng ta có một cái hàm f là một cái hàm có hai ngõ vào a và b, và theo cái bảng trạng thái bên trái chúng ta có f bằng một ở ba trạng thái cuối, có nghĩa là không một, một không và một một. Thì trong trường hợp này là phương pháp thiết kế cả tổng của các tích, thì chúng ta giữ lại các hàng mà ngõ ra f bằng một, có nghĩa là a bằng không, b bằng một, và chúng ta tích, có nghĩa chúng ta tổng các trạng thái lại. Vậy trong trường hợp số 1 đầu tiên, các bạn thấy số 1 đầu tiên này thì chúng ta có ngõ vào là a này và b này. Dòng trường hợp chúng ta thấy a này không, ta ghi a đảo b. Trạng thái thứ hai chúng ta giữ lại và chúng ta bỏ trạng thái đầu tiên, là trạng thái thứ hai chúng ta có a và b đảo do b này bình không. Thì chúng ta lấy trạng thái này vẫn lấy trạng thái thứ ba, chúng ta có a và b. Một cách tóm lại thì chúng ta sẽ lấy tổ hợp bằng cách chúng ta xem cái tổ hợp nào làm cho ngõ ra bằng một, chúng ta cộng lại, và trong cái tổ hợp đó thì tất cả các bits nên nhân lại. Cho nên phương pháp này được gọi là phương pháp tổng của các tích, hay phương pháp tổng của các tích. Và phương pháp thứ hai là phương pháp ngược lại, phương pháp tổng của các tích là phương pháp tích của các tổng. Phương pháp tích của các tổng thì mình làm nó ngược lại tí xíu, chúng ta lấy ngõ ra nào mà nó có giá trị bằng không thì chúng ta lấy. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ lấy trạng thái AB này không cùng đảo này, và trạng thái AB. Vậy hai trạng thái số 1 tôi bỏ đi. Tuy nhiên khi chúng thấy tích của các tổng thì chúng ta sẽ quan tâm trạng thái không, và cái hai những cái trạng thái không nó lại nhân lại với nhau, và tích mà nhân lại với nhau, và trong một cái trạng tổ hợp trạng thái đó thì chúng ta lấy tổng, ví dụ a cộng b và a cộng đảo b đảo, thì đây là phương pháp tổng của các tích. Xin lỗi, phương pháp tích của các tổng. Thì cái phương pháp thiết kế mạch số được thực thi trên cái mạch số của mình như thế nào thì dựa vào cái phương trình mình, sau khi có phương trình rồi chúng ta dùng việc Hnro, chúng ta đi đơn giản phương trình và chúng ta làm sau một số bước, chúng ta sẽ thu được cái phương trình cuối cùng mà cách chúng ta ghép các lớp lớp lại với nhau. Ở trong phương pháp mình sử dụng cái mình phải dùng một cái thiết bị mình gọi là Simple Programmable Logic Device, các thiết bị logic lập trình được đơn giản, và chúng ta viết tắt là SPLD. Và chúng ta bây giờ chúng ta sẽ dùng những thiết bị này, chúng ta nghiên cứu khảo sát làm sao những thiết bị này có thể dùng được cài đặt các hàm mà chúng ta dùng ở đây, các đa phần các hàm là dạng tổng của các tích. Thì trong cái SPLD này là chúng ta lại phân ra làm hai loại nữa, đó là Programmable Array Logic PAL và Generic Array Logic GAN. Thì cấu trúc của PAL và GAN thì nó tổ hợp từ một cái mảng cổng N lập trình được. Như vậy chúng ta sẽ đi làm rõ khái niệm mảng cổng N lập trình được là cái gì, và cái nó được theo sau bởi cái mảng cổng O lập trình được, và chúng ta sẽ đi làm rõ thế nào là mảng cổng O lập trình được. Và đầu tiên chúng ta đừng quan tâm sự khác biệt giữa PAL và GAN, chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Đầu tiên chúng ta thấy PAL và GAN nó có cấu trúc giống nhau, nó đều được kết hợp từ cái mảng cổng N lập trình được. Như vậy các bạn nhìn bên trái thì cái mảng này ta gọi là mảng cổng N lập trình được, mảng cổng N lập trình được. Và ở đây chúng ta chỉ có một cổng O, cho nên chúng ta chưa nói tới mảng cổng O, chúng ta chỉ nói mảng cổng N. Như vậy trong cái thiết kế số chúng ta thấy mảng cổng N lập trình được nè, có nghĩa là kết hợp từ các cổng N. Thì cổng N này có số ngõ vào có thể là hai ngõ vào, hoặc có thể ba ngõ vào, hoặc có thể nhiều hơn các ngõ vào. Thì các bạn thấy đây chúng ta có ba cổng N và chúng ta có cổng O, và trong cái biểu thức của mình cổng N nó chính là đại diện cho phép cộng, và cổng O đại diện cho phép cộng, và cổng N nó đại diện cho phép nhân. Nó sử dụng như là cái phép nhân nếu chúng ta dùng nó là số nhị phân. Thì hôm nay ta có hai ngõ vào, thì hai ngõ vào tạo thành chúng ta sẽ tạo thành bốn ngõ vào bằng cách chúng ta vào cổng đảo. Vậy chúng ta có ngõ vào A, ngõ vào A đảo, ngõ vào B, ngõ vào B đảo. Như vậy thì bài toán đặt ra là bây giờ chúng ta dùng cái một cái mảng này
để chúng ta đi cài đặt một cái mạch dạng tổng của cái tích như thế nào. Như vậy thì cái mạch chúng ta giả sử chúng ta cài đặt một cái mạch X, chúng ta cần cài đặt một cái mạch X bằng A nhân cho B cộng cho A nhân B đảo cộng cho A đảo B. Cái này là cái mạch F hồi nãy, chúng ta cần cài đặt cái mạch này. Và trong mạch này đương nhiên các bạn hình chúng ta sẽ lấy ba giá trị bằng một, đó là A B đảo và A đảo B đảo. Vậy thì ba cái n, ba cái này nó được đại, nó được dùng ba cộng n, ba cái biểu thức n được dùng ba cộng n, và cái o nè được thực hiện với dấu cộng. Như vậy thì ở đây khi chúng ta mua cái ban và gan về thì nó là cái khối như thế này, có nghĩa là các này người ta gọi các kết nối, là người ta gọi là các kết nối cầu chì, có nghĩa là ngõ vào cổng a để kết nối với tất cả các ngõ cổng n, kể cả hai ngõ cổng n trong cùng một cổng. Và cái a đảo cũng vậy, nó sẽ kết nối tất cả các ngõ cổng n, kể cả các ngõ trong cùng một cổng, có nghĩa chúng ta tạo hầu như là kết nối hết. Bây giờ cái quá trình mà chúng ta di chuyển từ đây qua đây người ta gọi là quá trình lập trình. Như lập trình là gì? Lập trình cái pangan này đơn giản, bây giờ tôi bỏ những cái cầu chì này đi, tôi bỏ những cái cầu chì và tôi chỉ giữ lại những cái cần thiết thôi. Các bạn như vậy các bạn thấy a này nó sẽ được đưa vào đây. Như vậy thì cái cổng n đầu tiên chúng ta có là a. Như vậy cổng n đầu tiên chúng ta có là a. Rồi tiếp theo mình sẽ có cái a này đi vào đây rồi, mình sẽ có cái thứ hai là b đi vào đây, đi theo cái đường này. Như vậy cổng đầu tiên mình sẽ có là a và b. Như vậy cổng đầu tiên chúng ta có a và b, nó phù hợp với cái này bạn thấy. Rồi cổng thứ hai chúng ta cũng có ngõ vào a, và bây giờ gì a b đảo gì chúng ta có a b đảo. Cái phần tử thứ hai được thực thi bởi cái cổng logic thứ hai, và cuối cùng thì các bạn dò thử chúng ta sẽ có cái a đảo và b đảo. A đảo và b đảo. Như vậy thì cái quá trình lập trình từ đây qua đây nó đơn giản là quá trình mình đốt bỏ những cái cầu chì không sử dụng. Thì quá trình này quá trình trình đốt bỏ cầu chì không sử dụng để ta tạo một cái mạch, và cái bây giờ cái mạch này nó có khả năng thực thi được cái hàm logic. Hàm logic x của mình bằng AB cộng với AB đảo còn AB. Thì để đơn giản hóa trong vấn đề biểu diễn thì người ta thường biểu diễn như thế này: một ngõ vào A chia ngõ vào A đảo B đảo, ngõ vào B chia ngõ vào B đảo và B đảo, ngõ vào A chia A và A đảo này. Và ở đây còn cổng n của mình có hai đường, nhưng mà để đơn giản hóa người ta chỉ ghi bằng một đường thẳng thôi, và người ta đánh số 2 ở đây. Và những cái chấm đen nó gọi là cái fix 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 connection, có nghĩa là những cái cố định, những cái nối cố định. Còn ở những cái này người ta gọi là những cái cầu chì. Và những cái cầu chì được đánh màu đỏ này cầu chì tiếp xúc, và những cái cầu chì này cầu chì không tiếp xúc, có nghĩa là nó no connection, có nghĩa là nó sao đã bị lập trình, những cầu chì đã được bỏ rồi. Thì cái kiến trúc của những cái con này người ta gọi là kiến trúc ban, và những kiến trúc gan có nghĩa là gì, cái programmable array logic, có nghĩa là chung quy hai thiết bị này, programmable logic device nghĩa là những thiết bị logic lập trình được. Khái niệm lập trình được ở đây có nghĩa là khi mình ban đầu mình có là nó không có thực thi cái hàm nào hết. Các bạn thấy nói cái này không thực thi hàm hết. Tuy nhiên trong quá trình lập trình được, có nghĩa là lập trình, tôi lập trình cho nó thực thi một cái hàm cố định nào đó. Và như vậy thì chúng ta thu được một cái ban hoặc một cái gan đã được lập trình để thực thi một cái hàm. Và chúng ta nhớ hàm này là hàm dạng tổng của các tích. Như vậy thì ở đây nó chỉ được một cái hàm tổng của các tích. Rồi bây giờ mình thực hiện một cái hàm phức tạp hơn. Trong trường hợp mình thực hiện một cái hàm phức tạp hơn, hồi nãy thì chúng ta thấy có ba, có hai ngõ vào, bây giờ chúng ta giả sử có ba ngõ vào, thì các bạn thấy hồi nãy có một cổng O F1, bây giờ chúng ta giả sử có một cổng O F1, chúng ta cũng làm tương tự. Như vậy thì cổng O F1 chúng ta có thể lựa chọn, ví dụ chúng ta thấy cái ngõ này nó sẽ A B C. Như vậy thì ở đây cho phép chúng ta thực hiện nhiều hàm hơn hàm F1 này. F1 thực hiện một hàm, các bạn thấy F1 này, hàm F1 nó thực hiện bằng cái gì? F1 bằng ABC, bởi vì F1 nối với cổng N này, và cổng N này thì nó là ngõ ra kết quả của ba cái này, cho nên chúng ta có hàm F1 bằng ABC. Bây giờ chúng ta nếu muốn tăng cái F1, chúng ta muốn cộng một cái đại lượng nào đó nữa thì các bạn sẽ đánh dấu trên đây, ví dụ cộng đại lượng này, thì các bạn thấy cái hàm của bạn nó sẽ tăng lên, nó thêm là bằng A đảo B đảo và C trong cái công thức này. Có nghĩa là cái ngõ ra cổng O này nè,
À, và cái này người ta gọi là cổng O lập trình được, có nghĩa bây giờ nó không cố định là nó kết nối hết tất cả nữa, nhưng mà nó kết nối có lựa chọn. Và việc lựa chọn kết nối các bạn cũng thực hiện bằng cái cầu chì. À, các bạn cũng dùng cái cầu chì để các bạn lựa chọn nó. Rồi, tuy nhiên một cái điểm khác nữa là một cái đặc điểm là gì, giữa con pan và con gan. À, nếu con pan các bạn thấy hai con giống nhau, tuy nhiên nó khác nhau gì, một nếu như chúng ta dùng cầu chì thì sau khi các bạn đã đốt bỏ cầu chì rồi thì các bạn không có phục hồi lại trạng thái ban đầu được. Có nghĩa là nếu như tôi đã lập trình một cái hàm F1 rồi, tôi muốn thay đổi tôi không thay đổi được bởi vì các cầu chì đã đốt rồi, các bạn không nói lại được. Và đó là công nghệ cũ, và cái công nghệ mới thì người ta không dùng cầu chì mà người ta dùng cái công nghệ bộ nhớ. À, người ta dùng cái bộ nhớ, người ta lưu giá trị không hoặc một thay cho cái cầu chì. Thì cái công nghệ bộ nhớ này các bạn có thể sau khi các bạn lập trình xong, các bạn có thể xóa bộ nhớ, các bạn đưa nó về trạng thái ban đầu và các bạn có thể lập trình lại, cho nên người ta gọi là công nghệ sử dụng công nghệ lập trình lại. Như vậy thì cấu trúc của pan và gan thì nó bao gồm một cái mảng cổng n lập trình được, các bạn đã nắm được cổng n lập trình được rồi, thì cái mảng cổng o lập trình được luôn. À, cổng O lập trình được có nghĩa chúng ta được phép chọn lựa ngõ ra cho từng cổng O, các bạn chọn hết như cái F2 chọn rất là nhiều và F4, hoặc các bạn chọn một cái như là cái F3. Và cái khái niệm này người ta có khái niệm mạng cổng N lập trình được và mạng cổng O lập trình được, và đó là cấu trúc của cái thiết bị, và chúng ta gọi là cái thiết bị logic lập trình được mà chúng ta sẽ học trong cái môn thiết kế hệ thống số và vi mạch tích hợp. À, cái môn này nó có nội dung giống với cái môn thiết kế FPGA và ASIC của các lớp khóa trước nha các bạn. Thì cấu trúc chung của một pan gan, à, đây là một cấu trúc về chúng ta đi mô tả hoạt động của nó, tuy nhiên để chế tạo một cái pan và một gan thì cái cấu trúc của nó to hơn. Thì đây tôi có ghi chú hai cái ghi chú các bạn. À, thứ nhất là chúng ta thấy đây là cái thiết bị programmable logic array này, thì ở đây nó có pan, nó chỉ cho các bạn lập trình một lần giống như tôi vừa nói, có nghĩa là dùng cái công nghệ cầu chì, và gan thì nó cho phép chúng ta reprogram lập trình lại, tôi vừa giải thích ở cái vế trước. Trong cái cấu trúc của pan chúng ta thấy người ta ký hiệu y là ngõ vào và o là ký hiệu ngõ ra, thì những cái kiến trúc của pan và con gan cũ người ta ký hiệu o là ngõ ra, y là ngõ vào, o là ngõ ra. Thì trong đây chúng ta có cái mask Russell, thì đây là cái mảng cổng O, cái mảng cổng O và cái mảng cổng N, và chúng ta có cái output, output logic.